Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô hồng ngọc mai nha anh chị. Đó, cây này thì em lô này mới về ha. Trái nè, chị coi nè. Nè, trái chín đỏ luôn ha. Nè, có hoa có trái luôn nha anh chị. Cây này thì em đo một cây thôi nha anh chị. Rồi nữa thì mấy cây sau tương tự ha. Mấy cây này sắp đế từ nhỏ nha. Quanh 10 rưỡi tính 10 thôi. Chiều cao 20. Chiều cao 20. Mã số H3 nha anh chị. Nè. Ồ, bông trái cũng cực kỳ đẹp ha. H3 đế rất là đều luôn. Rồi cũng 250.000 em bao ship H3. Rồi tiếp theo H4. Đế nè, quá trời đế luôn ha. Đó, H4. Rồi cũng 250.000 em bao ship. Rồi H6, quá trời bông luôn nè anh chị. Đó, H6 nha. Đó, hoành thì 7, 8, 9, 10 gì đó. Chiều cao tầm 20 đến 25. Rồi H6 250.000, đế là bao đẹp luôn ha. H7 nè. Quả khứ luôn ha. Hoa nè. Rồi H7 250.000 em bao ship. H8. Quả trời đế luôn anh chị ơi. Rồi H8 250.000. H9. Cây nào đế cục không nghe anh chị. Bông quá trời bông luôn nè, búp bông nè, chơi Tết ok luôn ha. Mã số H9 250.000 bao ship. H12. Đó, cây nào cái đế sắp từ nhỏ nha chị, cho nên thấy đế đều gan ha. Đó, hoa quá trời hoa luôn, hoa bao hoa luôn nè. Rồi mã số H12. Gì? Tới này H14 luôn. H13 kìa. Rồi H13 anh chị, đây, bộ đế nè. Cây nào nấy hoa quá trời luôn nè. Đó, H13 250.000 em bao ship. H14. Quá khử luôn ha. Rồi 250.000. H15. Hoa nè. Bao hoa luôn. H15 cũng 250.000 em bao ship. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em còn được một mớ cây me ha chị. Đó, cây đâm chồi sống khỏe hết ha. Này để giá cực kỳ mềm cho cô chú anh chị mình về mình chơi nha. Này là em xả em nghỉ Tết còn có mấy cây thôi. Không còn nhiều nha chị coi cây nào cụ đế nè. Bành hết trơn nghe cô chú anh chị. Nó cây nè, bằng cổ tay nè ha. Chị so sánh với giúp em ha. Đó, anh chị so sánh với chai nước suối ha. Đó, cây nè. Đó. Cũ là ba mấy, cũ này thì bự nha. Con cái thằng này là mười mấy ha. Nè, anh chị so sánh với chai nước suối ha, 500ml ha. Đó, khá là to ha. Chiều cao là tầm khoảng 50cm ha. Này để giá cực kỳ mềm chị luôn. Lô số 1, 2 cây nha anh chị. Để giá là... Rồi 2 cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550.000. Em bao ship tặng nhà luôn. Không đường nào bằng luôn ha. Đó là em bán 1 cây là 400-500.000 rồi nha anh chị. Nói thật cho mình luôn ha. Cây cực kỳ đẹp ha. Mã số M1. Rồi tiếp tục là mã số M2 nha cô chú anh chị. Nè, cây nè. Cốt trà bá luôn. Hoành là 15-16 không nghe anh chị. Nè, chị so sánh cho nước suối ha. Đó, thằng lắc lượng. Cực kỳ quái luôn. Đây nè. Đó, cũng lò xo luôn ha. Rồi mã số M2 ha. M ha. M là me đó anh chị. Rồi M2. Cặp này 500.000 thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. M4. À, cặp 2 cây này ha. Cực kỳ quái nè. Một củ đế nè chị coi nè. Hoành thân nè. Lắc lượng ha. Đó, chiều cao thì tầm khoảng 50cm thôi. Cây cực kỳ quái anh chị có thể so sánh với cây chai nước suối ha. Đó, cây cực kỳ đẹp nha. Củ đế nè. Nè, thân lắc lượng đâm chồi hết ha. Rồi cặp này mã số M4. Giao lưu với anh chị mình là 500.000 thôi, em bao ship tặng nơi tặng nhà cho mình luôn, mình yên tâm ha, cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Rồi tiếp theo mã số M5 nè. Đó, chị so sánh chai nước suối nha, cây rất là bự luôn ha chị nè, thân lắc lượng ha. Đó, cây đâm chồi sống khỏe hết nha chị, dễ sống lắm ha. Cặp này mã số là mã số M5 nghe cô chú anh chị. Nó thân lắc lượng gì coi ha, cây rất là đẹp ha. Rồi cặp này M5 cũng 500.000 thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha, giá cực kỳ mềm nha. Tiếp theo mã số M6. Đó, anh chị coi ha nè, quá khứ cũ nè, cái dáng cong nè, bài lắc lượng nè, anh chị coi nè ha, cực kỳ đẹp ha. Bên đây cây này cũng vậy nè, cái củ trà bá nè. Đó, đế nè. Đó, rồi cặp này để hữu nghị luôn, 600.000 thôi, giá cực kỳ mềm luôn. Em nói thật sự, một cây này thôi là bán 500-600.000 nè, em nói thật với anh chị luôn ha. Này em bán một cặp 600.000, đó, bao ship tặng nhà cho mình luôn, giá quá trời mềm luôn ha. Mã số M6, theo là mã số M7. Đó, củ đế nè,
quả trời củ đế luôn, cây sóng lắc lượng cực kỳ đẹp ha. Thì anh chị, cái cây thì anh chị so sánh với cây dứt lông giùm em ha, chiều cao tầm khoảng 50-60 nha anh chị. Đó, thân lắc lượng cực kỳ đẹp, cây đâm chồi sống khỏe rồi. Mã số là M7. Rồi cặp này giao luôn chị 550 nha, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Tiếp theo mã số M10. Đó, cây đâm chồi sống khỏe nhiều nè, đâm chồi lum cho nha anh chị. Đó mè ha, thân lắc lượng cực kỳ đẹp ha. Đó, củ đế nè. Chị có thể so sánh chiếc lông ha. Cây này em gì nè, củ đế cho bá nè, thân lắc lượng sẹt qua đây nè. Đó, mã số M10. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để rẻ 500 ngàn thôi, bao ship luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số M11. M là me anh chị. Tại cây này hổm mới tỉa lại, mới đâm lại nè. Củ đế rất là đẹp luôn ha. Đó, mã số là M11. Rồi cặp này thì giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 500 ngàn thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo cặp này cặp 12 nha anh chị. Đó, cái này dán đổ còng xuống ha, cũng khá là quái nha anh chị. Đó, cực kỳ quái luôn. Rồi cặp này để rẻ của chú anh chị mình luôn, cặp này 400 ngàn thôi. Đó, bao ship luôn ha, bao rẻ luôn ha, 400 ngàn bao ship mè ha. Đó, đâm chồi sống khỏe hết nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 13, M13 nha anh chị. Đó nè, cây đâm chồi sống khỏe, cái này dán bay đổ xuống nè, cực kỳ đẹp ha. Đó, cây này thì dán trực, cò quái luôn. Rồi cặp mã số M13, cặp này giao luôn chị 500 ngàn thôi, bao ship tặng nơi cho mình luôn. Rồi tiếp theo M14. Nè, cái gì hả, nguyên củ đế luôn nha anh chị. Đó, giá này cực kỳ mềm, không đường nào mềm bằng nữa đâu anh chị ơi. Đó, M14 mè. Rồi cặp này để rẻ luôn, M14 cặp này để 450 rồi, bao ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Này giá rẻ sập sàn luôn anh chị, em bao rẻ luôn ha, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo mã số là M15. Đó, cặp M15 cây củ đế, cây này dán trực cũng rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, cây này thì quá trời tùm của chú anh chị, không thấy được cái đường thăng nữa ha, lắc lượng ha nè. Đó, bên đây là mặt tiền nè, tại nãy không để lộn ha, qua đây là rất là đẹp. M15. Rồi cặp này 550 ngàn chưa, bao ship tặng nhà luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150 ngàn một ký, em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó, từ 1 ly đó cho đến 6 ly, đây loại bự đây. Đó, cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly giá là 150 ngàn một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây, đó, trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha, cô chú anh chị về mở ra cứ cưa thử ra, bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn, 120 ngàn bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship, cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó ha, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80 ngàn bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị, em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha.
hay cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, nè là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nghe anh chị, nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Ừ, cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được, cây này bao sắc bén luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh giờ băng ha, bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cây dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Ừ, gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nghe cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nghe cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này đây em đã xài rồi nghe cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cái cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe cô anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị.
cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước rồi nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500 g thì em bán giá là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ